À bị bệnh nó nhỏ trap. À tao nói nhỏ trap, nhỏ trap thiệt phải không? Tao nói chơi mà con bé làm thiệt luôn đúng không? Được, nếu mà chị em cô đã có lòng thì coi như tôi cũng sẽ có dạ. Ha, keo lì ha. Cô đừng nói gì cả. Xê nét đi, nét chữ xô mỏ em đi mặt thường. Tôi thấy cái giọng điệu của cô quen lắm. Chữ chị nhét vô mồm em đi, chị nhét chữ vô mồm em đi, quen lắm. Hay đó chính là cô khai ra đi. Đó có phải chính là cô không? Cô dùng đa nhân cách, keo lì in the multiverse cái gì multiversity để cô hãm hại tôi không? Cộng một đến với đồng chí banh chành. Banh chành có gì đâu mà banh chành. Hôm nay họp tiệm tóc với cả là tôi đang nghĩ không biết có event gì vui vui cho tiệm tóc chơi, cho mọi người trải nghiệm, cho mọi người chơi. Can, ta cũng tự can. Ta đâu có dại dột, dại khờ là từ lúc mà ta đăng tấm ảnh nó lên luôn á. Đâu có bật dốt nát như vậy được. Ủa, có ai đâu? Alo? Không nghe gì hết, alo? Alo? Vô, nghe không? Chứ đừng nít nghe nói, tí nói không? Có hả? Ủa vậy điện thoại bị điên rồi. Ê nhưng mà không thấy ai đây hết. Hay hẹn mọi người qua tiệm tóc mới họp không? Em chừng qua tiệm tóc được. Không có nghe, không có nghe, không có nghe gì hết á. Mà có ai bên này đâu? Ê, qua tiệm tóc mới. Qua đó cho tránh bị cải xe. Tới cái xe đạp bữa 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 xe đạp của Lì để như trước đây đi vô các được khách ra còn mất mà. Mẹ ơi không nghe gì hết. Bà câm điếc rồi. Nó đụng đất à? Không phải. Đấy là banh đang bị khùng. Giờ kêu ai qua cày động cơ của bà là vô phát khóc luôn. Má mà giờ bị giết luôn á. Mà vậy mà nó hối mình. Mọi người hỏi, mọi người ơ đồ 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 đó. Chỉ có ai ở đây đâu. Ê nít 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 uống nước không, uống nước không. Ôi 21 giờ. Là bây giờ hả? Sắp hết rồi, sắp hết rồi, uống đi uống đi uống đi. 21 giờ 12, 21 giờ 12. Này. Hết chưa, hết chưa? Có cũng khác nhiều không? Trời, thấy không? Thấy không? What the fuck was that mean? Holy shit. Quá thuật, thuật độn thổ hả? Hiệu ứng phụ khi mà dùng ma thuật đen đó chị ạ. Sao? Chết rồi, ma thuật đen quá rồi. Má, ma thuật đen xâm chiếm thế giới. Alo. Mẹ ơi mới thấy ma thuật đen á mẹ ơi. Nghe chưa? Nè 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 mẹ con đưa mẹ này mẹ cất giùm con hết chỗ rồi. Cái gì? Cái này nè. Xe mày đâu mày không để vào, mày dí vào đây rồi tao để kéo sao nữa. Ấy là cất vô kho ở đây này. Ừ, kho ở đây có 25 chỗ. Vậy thôi, vậy thôi đưa đây, vậy thôi để đây người ta cất. Ê ê, ủa người ta kêu đưa đây để người ta cất mà. Ê uống nước không? Khát nước không? Hả? Khát nước không? Có sao vậy? Nhanh 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 uống ba lon này trước khi hết à. Sổ ba lon lần hả? Sao uống uống có lon à? Tới 39 lận. 39 cũng không. Đưa đưa lại từ từ đang uống nước, bắt cứ bắt đưa lại. Ngọn tivi để làm chi trời. Tivi đi giả đi. Tivi đi giả đi. Trời hồi nãy mới thấy có một người sử dụng ma thuật đen á. Nó chạy luôn vô trong. Ê, cái này biết làm gì không? Chút nữa đưa mình. Có tiền mới hả chị? Trời, quan sát nhiều vô đông trên này dữ vậy. Một đen đá không đường và một người yêu đương không đá. Em thiếu 12 giờ tới 2 giờ phòng vĩ đúng không chị? Oh, từ từ. Alo. Alo. Alo, ủa rồi cái tiệm mới ở chỗ nào? Số bao nhiêu? Không biết hả? 1 1 3 tới chỗ 134 đi rồi người ta dẫn tới. Ý là phải ấy thôi, con báo ở ngoài kia cho mọi người ta còn tới. 134 đi. 134 đúng không? Alo. 34 đó là tiệm quần áo bình dân mà. Rồi đến đó chưa? Rồi. Thì đợi chút người ta tới dẫn tới. Ủa bà già bà kia bà tới rồi đâu không thấy đâu ta. Bên này, bên này, bên này. Đấy. Ồ.
Bên trong có ai đang bật quạt nữa kìa mẹ, vô cho mát. Ủa nhưng mà ủa tao khóa rồi vẫn lên được hay vậy? Ủa lên lộn xe người ta, chạy vô trong đi cho đỡ mất. Đi ra đi bà. Nhưng mà cửa kính mà. Sợ lắm. Mẹ 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 có cái gương soi sạch lắm nè. Ô là trời ơi. Nè cái gương sạch chưa? Đỉnh như trời. Gương bóng mượt luôn. Gương bóng lón luôn á. Rồi lấy khăn lau cho khách đây nữa nè. Lấy cái khăn lau cho khách đây nữa nè. Trời nó bóng đến mức người ta hà hơi vô. Bây giờ là mình làm việc là mình phải có quy trình nha. Bây giờ khách á mà cắt tóc xong là phải bắt đi ra đây cho mình lau tóc. Ồ, chỗ này có phải là cái chỗ rửa tóc không? Nè, ra đây để lau tóc, sấy tóc nữa. Có vẻ nào nhìn nó sang. Ủa sao chỗ này ta thấy giống như chỗ làm nail mà, mấy lọ sơn nè. Nhưng mà ở đây là cái chỗ lau lau tóc hiện tại chưa có làm nail, làm nũng gì hết. Thì phải đi ra đây để sấy tóc, để lau tóc. Bên kia là cắt tóc kìa. À bên này có dưỡng tóc rồi nữa. Bi dạ. Có cái xe xác xác vô, mày muốn mất cái động cơ hay gì. Mày lùi cái xe lại nhìn cho nó rõ. Trời ơi, đây là lý do mà bị ma cả. Cất cái bây giờ là phải cất bắt khách đầu tiên, là khách nào mà muốn phục hồi tóc là phải bắt qua đây nha, rồi mới phục hồi tóc nè, qua đây nè, dưỡng tóc phục hồi xong rồi bên kia là phải mình cắt cho người ta cái đầu dịp dài 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 mà nó phải thẳng đứng nha, xong mình cho qua bên này phục hồi tóc ti ngay cay thì chứ ti beauty thì chi cay, nhưng mà phải chỉnh sửa lại quy trình. À, việc nó phải lâu la một tí, không thể nào đi làm là tóc mà mấy giây. Á, mày múc chị này là mà Beyonce mà mày không biết hả? Ủa, phải đâu. Đây là con á, đây là con ở dưới quê. Ủa, dưới quê. Cái ghế này bây giờ trông sang chị mịn nha. Con ở dưới quê mà mẹ, đây là con đó, mẹ không thấy giống con hả? Con để chỗ con nào vậy? Ê, con đổi cái tóc vào. Ủa? Ủa, mày múc đâu? Trời, mày múc vì cầm điếc luôn rồi. Cái này là ê, tiếp tân nè. Sao con để cái xe ở sau cái bức tường này rồi mọi người không biết. Họ không biết khùng này. Không biết đâu nha. Không biết đây này, để ra cái cửa kính chỗ này này. Tao còn thấy được chứ. Đó, này bé, bây giờ họp là phải đứng ngay sát ở đây nè. Đứa nào mà ăn cắp ăn trộm là mình nhìn ở đây mình xem nó luôn. Ê mà ước gì cái cửa này nó làm là cửa nhìn một chiều ha. Đồ mình chạy á. Cậy thôi, bọn tao ở đây bọn tao quan sát hết nè. Mình cầm chụp hình nó lại luôn á. Không phải khóa chứ. Do mà còn mấy người bảo là mới ấy cơ. 9:30 nhưng á. Mà hôm nay đồng phục thì ông vì hiện tại là đang hơi ấy ở ngoài, không có ở nhà ấy, thì không có ship được. Trời đất. Nên là chắc là phải là có gì để mai xong rồi. Mai nhưng lại phải họp mọi người lại một lần nữa à? Thì ý là đưa cho mấy người ở gần nhau ấy, gần mà đang nhau, muốn bây giờ nhau. Đang muốn là tất cả mọi người cùng mặc đồng phục phải không? Đang muốn tất cả mọi người để kiểu chụp hình hay làm một tấm gì đấy đi. Ôi là trời ơi. Đây phòng riêng, đây phòng private. Thì... Nhưng mà bây giờ mẹ nhắn riêng cho mọi người là phải có một buổi tất cả mọi người họp với nhau chứ không có lẻ tẻ như này được. Bà già bị kẹt trong đó rồi. Alo nghe không? Nhà mình có phòng bếp luôn này, xịn vãi. Trời ơi bà. Bà không biết luôn hả? Nhà vệ sinh luôn. Lúc mà nó đang nhà đang thi công luôn. Là con sang đây con coi. Để chụp ảnh đẹp. Đổi mấy cái ảnh đấy đi à, là vừa đẹp nè. Nhưng mà muốn đổi thành gì? Đổi hình thành hình tóc. Tóc hình nào tóc nào đẹp nhất thì để ở đây. Nhưng mà ý là tóc nào đẹp nhất là phải lựa ra đó nha, là phải lựa tóc đó nha. Xong mấy nữa mà cần chụp ảnh tóc thì nhưng mà bây giờ mẹ hẹn ngoài Discord cho một bữa là tất cả mọi người có mặt vào một cái giờ đấy cho mọi người chọn đi để mình làm một cái buổi tên cùng nhau gặp gỡ đồ phát đồng phục đồ chứ cứ lẻ tẻ từng người quá à. Để ta nhắn để cái chỗ lấy khóe chân nữa nè. Ở đây có lấy khóe đồ nữa nè, nhưng mà bên này là mắt chân, bên này là cái gì ta? Này là làm nail đúng không? Làm nail chân á. Chị bỏ giày ra con làm nail chân. À, làm cho mẹ đi con. Đâu cái giày như này sao làm? Tháo giày ra nữa hả? Mệt quá đi. Ngồi thông thả. Ngồi xuống cái ghế đi bà. Tháo giày ra có mất không ta? Mất á. À không, không phải là mất mà nó bị... Nó
nó bị kiểu tính vào ấy á. Đây, rồi, làm cái chị đi bé. Tết tay nghề đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi qua coi làm nail. Làm móng chân nè, massage chân. Ờ, lúc nãy mẹ bảo là rửa chân rồi đồ ở đây này. Rửa chân. Giờ này chị đi làm hơi cực. Là chỗ rửa chân mà. Giờ này mẹ đi làm hơi cực á, con bắp chân cho mẹ đi. Chân trước khi làm nail đấy. Từ từ rồi mẹ chạy ra đây đi cả. Nhanh nhưng mà làm chậm quá. Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Không có. Cái này đó, sửa máy 3, sửa máy 4 gì đó, bấm đại đi bà. Trời. Cái gì? Hôi quá. Hôi cái gì? Cái trời ơi mày sửa cái gì vậy? Dạ. Đây là chỗ rửa chân mà mày hôi cái gì mà cái gì vậy? Ủa? Mày múp xích ra đang làm meo neo mà. Cái gì vậy? Đi ra nào. Con này. Con bi này nó gà quá. Có màu gì đây? Mày làm màu gì hồng vậy? Hay là màu đen? Ơ kìa. Nè, ra chỉ cho nè, đây nè. Đây nè, cái này này. Thấy chưa? Cái này này. Đấy. Cái gì? Sửa máy 4. Cái check 2 cũng được, Đúng rồi. Đồng phục với mình là gì vậy? Cái gì đồng phục với mình tí có, nhưng mà chưa có. Em vì hôm nay nó bận quá, bên tiệm tóc, bên tiệm quần áo bận quá, mai mới giao. Nhưng mà đang rủ mọi người một ngày nào đó kiểu tụ họp hết tất cả nhân viên tiệm tóc. Chưa, tháng sau. Sao hết tháng rồi? Tháng sau chuyển qua đây luôn. Chị bao giờ chuyển về đây rồi thì phát. Thế là cứ phát trước cho mọi người rồi có gì mọi người chụp tấm hình trước khi có. Bây giờ nhá, mình chụp có tấm hình. Có làm lễ khai trương không? Khai trương? Không, có tặng hoa tặng quà kiểu. Anh Linh mới nhận dịch vụ walk long bikini à? Có. Bí mật rồi. Bên này là phòng private massage. Nhưng mà này magic nail. Cứ đổi cái ảnh này quá. Đổi cái ảnh magic nail này thành cái ảnh đâu, cái này là magic wax mà. Magic wax mà. Magic wax. Cái này là sát lông bikini này. Cái này là lông chân lông nách đồ đó. Cái lông dưới nữa. Thì có vùng bikini nữa nhưng mà có rất là nhiều lông. Đâu em thấy vừa nãy là hơi xung xuê đấy, chị thử lên nào. Cái gì mà chị hơi xung xuê? Sao mày biết được chị xung xuê là sao? Có thấy nó chìa ra không? Có đó, sao mà chìa dữ vậy? đây, đợi. Lên đây nhá, xong bắt khách nằm xuống nhá. Bây giờ mình phải chỉ quy trình. Má, mày hỏi thử bên có đồng phục đồ tắm không để cho khách khách vào khách kiểu khách phải cởi giày, cởi dép ra chứ tắm lên thảo gì hết. Không, bây giờ biết rồi. Bây giờ để xin bên quần áo á là cái gì nhầm ra cho nó đem giặt cái này đó. Cái gì vậy? Không biết rồi. Bây giờ nhá, tao sẽ đi qua bên chỗ tiệm may quần áo á, tao order thêm mấy bộ đồ tắm để cho khách mặc vô đây, để mấy bộ bikini á, để khách mặc vô đây để khách quắc. Mình qua đó mình sẽ phát cho khách mấy cái bộ giống như mấy bộ spa á. Nên người ta quắc. Đây là dịch vụ. Đây là dịch vụ gọi là dịch vụ premium. Dịch vụ premium 10.000 giống như tắt thôi. 10.000 nhưng mà chúng ta không phải làm gì hết, chúng ta chỉ hơi tốn nước miếng một chút thôi. Để chị training dịch vụ premium để khi mai mấy đứa thôi, để tháng sau đi, tháng sau mà có quán rồi chị training cho mấy đứa dịch vụ premium. Mình phải có dịch vụ mới chứ, đâu có thể cắt tóc đồ chán vậy được. Làm nail nữa. Làm nail chưa có bà ơi. Nhưng mà con không nghĩ là con biết là mà làm nail xong rồi con vẽ mấy cái hình hoa văn cute lên móng rồi con nhìn kiểu gì. Trời ơi, cứ yên tâm đi, nó có sẵn. Nó phải nhìn được cơ. Thì ai mà biết cái đó, mà hỏi bên chính quyền chứ ai mà biết cái đó đâu. Đây mẹ đang hơi nhiều đất cát nha. Đất cát đâu mày, đất cát cái tao đâu có đi rửa đá đâu. Con nhìn thấy trong nhiều đất cát lắm nè. Điện thoại nhắn tin cho ai đây? Hôm nay họp mà chả có đứa nào có móng nào ở đây hết là sao? Ông em phải móng hả? Có ba có nhà mình không vậy? Có nhà mình không vậy? Thôi không khóc. Để mẹ training cho cái dịch vụ premium để mẹ suy nghĩ coi. Bây giờ nhá, dịch vụ premium là được sang đây để gội đầu nè. Đâu đứa nào vô thử đây gội đầu coi.
Hôm trước mẹ biết là mọi người training cho con dịch vụ gội đầu như thế nào không? Sao? Remen. Đây là dịch vụ gội đầu đây. Gội đầu. Từ nhá, bây giờ nhá là hả, phải ngửa cái đầu ra, vậy là không biết dịch vụ người gội đầu cho mình rồi đây nè. Nó phải vậy nè. Cái này sao mà gội đầu được, cái này là nó đưa cái mặt ra. Đây phải nhảy đúng cái chỗ này nha. Ồ cái đó là xịt xà bông. Cái là gì ta? Nước không có tóc nha, nước mô đâu á. Trời ơi sao mày đẩy tao ra rồi? Ủa mẹ ơi mày nhớ cái gì? À hóa nhện. À cho anh, đây nè dịch vụ gội đầu nè. Đó, thấy chưa? Biết chưa? Ngoại lưng không mẹ? Gội đầu xịt. Rồi vô đây gội nhanh lên. Cái gì vậy con nghiện kia? Hello anh. Người đâu không? Bỏ ra để mà còn gội chứ. Thằng nít này cất cái đó đi. Mày sửa máy thôi. Đấy, dù gội đầu. Cái cần ngứa ở chỗ nào ạ? Rồi, sau khi gội đầu xong á thì xong đúng không? Thì bắt khách đi qua đây lau đầu nè. Qua đây khách lau đầu, qua bên này lau đầu xong thì cắt cho khách cái tóc dài. Nói chung là tóc ngắn thì sẽ có cái tóc ngắn dài, ngắn thẳng đúng không? Thì ý là mình sẽ cắt cho người ta cái tóc đó, thì cái tóc đó nó thẳng ra. Xong rồi mình bắt người ta qua đây ngồi hấp dầu. Hấp dầu mấy phút á. Nè, bắt người ta qua đây ngồi hấp dầu mấy phút. Xong rồi, nhưng mà nhớ nhìn mặt khách nha. Khách nào mà lười biếng mà làm lâu rồi ổng chửi án chịu à. Đó. Bắt người ta hấp dầu nha. Hấp dầu trong thời gian hấp dầu thì có thể đọc báo cũng được. Báo đọc sách gì đó. Hoặc ngồi nói chuyện cho khách rồi tán dóc, nói chuyện với nhau. Mẹ ơi, con bắp bị điên rồi. Con bắp nó nổi điên rồi. Cái gì vậy? Cái gì đấy, em bắp gửi thì kỳ lắm nha. Rồi sau đó, sau hấp vào xong là đi ra đây là lau tóc cho khách, sấy tóc. Sấy thì có cái này nè. Học thuộc hết mấy này đi. Đây nè. Đây. Ôi là trời. Cái đó là gì chứ? Clip blower. Bác khách nằm ở đây. Bác khách nằm lên cái này nè. Bác khách nằm lên này. Nằm bên đây hả? Nằm lên. Đưa cái đầu ra. Chúng ta lên làm cái thông báo cho ứng mức cao. Không, ý là ý là cái bây giờ cái hôm ngày mai á, ngày mai cái hôm mà đầu tháng mà qua bên này á, chị sẽ có một buổi training cho mọi người. Đấy để cho nó hút mày của anh hút. Ủa thì ngồi đó thì bây giờ mình có họp luôn không? Chả có ai tới cả. Nè có, kêu anh động đất đi. Ai vậy? Anh Vin không nghe thấy bọn mình nói gì vậy? Anh Vin ơi, anh có nghe gì không? Sau khi cái đấy xong á, trời ơi thằng này làm gì vậy? Cào đầu khách ra hả? Thì nếu mà khách muốn dịch vụ premium quắc lông nách thì đi vô đây. Đấy, để em dạch, Vậy ví dụ như khách mà muốn cạo chọc thì mình vô trong đó mình bắt lông tóc được. Mày điên hả? Người ta cạo đầu rồi mày quắc cái đầu người ta là người ta không muốn người ta mặc tóc nữa hay gì? Ê, nhưng mà cái quạt nhà mình sao đâu quạt đổi ruồi dữ vậy? Nó xì lâu xì lâu ấy. Cái quạt này mát máy diệt lông. Máy diệt lông. Mẹ coi nè. Con đang con đấy bà nghe bà tưởng con nói thành máy thịt lông đấy. Máy thịt lông hả? Máy thịt lông. Trời ơi, mát quá mọi người ơi. Nãy giờ ở trong này đang thi công chưa có máy lạnh, nóng muốn chết. Ê, thổi nào mà bay cái váy ra nha. À, lúc đó con sẽ trở thành Marilyn Monroe á, mẹ biết không? Xin đi. Marilyn Monroe. Can you kiss me more? Thôi được rồi. Mày thông báo ứng dụng chưa? Rồi thông báo rồi mà chưa thấy ai nói gì. Đến nơi rồi trời. Ừ. Không hôm nào đủ mặt mọi người được hết trơn á. Để hỏi mọi người coi mọi người có hôm nào đủ mặt không? Đang hỏi nhưng mà vậy bây giờ có họp thì qua trước cho mọi người không? Bây giờ là... đâu có cái gì để họp đâu, bây giờ chỉ phát lương thôi. Ủa lúc nãy ta có cái vụ mà lợ. Có vụ nợ ấy nữa đấy. Dặn mọi người đi. Thì bây giờ ý là bây giờ cứ phát lương trước đi rồi cái hôm nào mà đông đủ tất cả mọi người á thì mình họp lương mọi người thể. Tuần này bà thưởng thêm mỗi người 5.000 nhá. Thì là mọi người mỗi người 33.000 nhá. Trừ anh Nít là anh Nít cầm cả quả tỏi nè. Ủa là trừ lương tuổi con hả bạn? Không ý là anh được gấp đôi á, tại anh cầm cả tiền quả tỏi.
3.000, ta 3.000 chi cho 7 ngày. Bao nhiêu? Cái gì? 33 ngày chi cho 7 ngày hả? Để mẹ chi cho. Ý là con được 28 thôi, nhưng mà bà thưởng nó thêm cho con, đúng rồi, là 4.000 đấy. Ừ. Xong rồi được thưởng thêm với cả là tiền bill 10% của mày nữa. Ừ, tiền bill 10% con lấy luôn rồi gì? Do rồi. Ờ. À, được rồi. Rồi đi thấy chưa? Trời ơi, chủ nhiều tiền quá ha. Mốt nào. Sao bắt khách qua đây tính tiền nha mọi người. Ở đâu tính tiền bên này chứ ha. Má mà cái này nó rộng quá đến nỗi mà phải để hết mới nghe được nhau hết ấy. Ê ơi, em nào ơi. Đây này. Để cho con nha. Có gì mình bắt khách đi ra đây tính tiền nha. Cho ra đây tính nhá, nhưng mà ví dụ mà bây giờ nó đang lộn xộn quá, có một người cắt thôi, khách đang ngồi chờ ấy cái đái đây, xong rồi tự dưng có cái ông đi ra đây cái xong mình không kịp ấy, xong cái ông tuột mất thì sao? Sao mà tuột mất luôn bà? Chạy mất là mệt lắm luôn á. Ê cái máy tính tiền là cái gì ta? Mình cầm cái máy tính tiền thôi nè, cho tao được thẻ. À mọi người quả ai cần kéo không? Tiền là gì? Bà phát kéo luôn cho. Đây đây các bạn, con cần mấy, anh em nay cần mấy? Tính tiền đi mẹ ơi, tính tiền. Ủa, RB có kéo chưa? À thì thôi đi, RB cứ cầm đi và đưa cho Múc đây. Chưa Múc. Đồng chí hôm qua bị kỷ luật xong chị bảo không có vào, xong cười. Sao tao biết đồng chí bị kỷ luật rồi? Anh Nick có cần luôn không? Cần gì ạ? Kéo hả? Ở đây rồi, anh Pin đây nào. Anh Pin đã nghe chưa? Anh Pin nghe chưa? À đây. Tiền lương tháng này mỗi người thưởng thêm 5.000 nữa là 33.000 nhá, giờ em chuyển tiền cho anh này. Anh có cần kéo luôn không hả anh Min? Với cả anh Mai, anh có rảnh không hay là có gì anh ra ứng dụng nhá. Anh xếp hay xếp hộ em một cái ngày lịch họp kiểu cho đầy đủ tất cả mọi người ấy, tại cũng có nhiều cái thông báo. Ồ em gửi anh nhá. Trong tuần này luôn ạ, không phải tuần sau. Thì nếu như tuần này không được thì tuần sau cũng được ạ. Bây giờ mình cứ đi ra đầy bàn cho nó dễ, tại hôm nay cũng không được tất cả mọi người. Này dạo này nó cũng mất hút đâu nhỉ. Ủa nhưng mà mọi người giờ gia hạn bằng lái là tự gia hạn hay là... Đâu mình vẫn phải gọi cảnh sát đi gia hạn đấy, mẹ còn phải đi thi lại luôn đây này. Thi lại luôn hả? Thì tại vì lâu quá, lâu quá rồi. Con cũng bị lâu quá, bây giờ phải thi lại. Sắp hết, con sắp hết hạn rồi. Hạn A là xe ô tô. Nhưng mà sao mẹ tưởng là bên bác sĩ là bọn con là được tự ấy mà. Tự gì? Tự gia hạn ý là bên đấy sẽ được đặc quyền. Alo, ủa Bugi ơi, con không sang đây con lấy tiền lương hả? Alo, con nghe chưa? Đấy, cái đứa này không có chịu họp hành gì cả, ham đi làm. Má cái bên này nó to đến nỗi mà mình chỉ cần muốn yên tĩnh là đi ra đấy nói chuyện được nè. Trời ơi, bên này nó sáng sủa nha. Chị để hình em đây là hợp lý. Cả nó cũng thì tiện, nó cũng cần bệnh viện mình nó thứ hơn nữa, mọi người đỡ bị buồn chán. Trời ơi, cái tiệm này mà ngồi chơi trong này chơi nó rộng rãi thoải mái hẳn luôn, nó đỡ bí bách luôn. Đi đông qua cũng đỡ bị ngợp nữa. Ê vậy tính ra cái hồi cái tiệm tóc đầu tiên á, má nó nhỏ xíu. Đúng rồi, cái tiệm tóc đầu tiên nó nhỏ lắm, mọi người đứng đông quá, xong rồi còn phải xếp hàng dài ra tận ngoài cửa ấy kìa. Ôi chứ làm gì mà được này, trong này. Cái này mình nói với khách là sấy tóc thảo mộc nha. Nè, sấy tóc thảo mộc luôn hả con? Sấy tóc thảo mộc thiên nhiên đồ. Đúng rồi, để cho khách cảm thấy hương thơm thoáng mát dễ chịu. Có tác dụng là trị liệu cho khách kiểu thư giãn hơn đồ nữa hả? Mình phải xin anh Tèo mở cái nhạc spa mà một one hour tiếng nước chảy đồ đó. Quá. Tiếng nước chảy spa one hour. Ồ. Mua thêm cái máy nghe nhạc ở đây. Ở đây có cửa hàng 247 đối diện luôn nè. Rồi sẵn tiện chạy qua đây đổ xăng luôn nè. Ở đổ xăng luôn. Nói chung là tiện lợi hơn nhiều lắm rồi đó. Kho phương tiện, ngay kho phương tiện luôn. Nói chung là tiện lắm rồi. Trời ơi, cái chú Ben và chú Đôn sáng giờ là cũng gần chục quả rồi đấy. Dữ vậy. Báo liên tục thôi. Ở ngoài á. Gì mà 70 quả bom dữ vậy? Ai? chú Ben với cả chú Đôn. Trời đất ơi, mua 70 quả bom. Đồng chí cũng ở thành phố đâu mà kêu hờ hững. Ủa, bị em sao? Em không hiểu là như nào. Mốt bị gì?
Hơi nhìn thấy chân em nó Thái, em bị chui xuống dưới lòng đất đúng không? Được, em cho chị là bình thường. Mọi người vào để phát đấy luôn, phát đồng phục cho mỗi người luôn. Chứ bây giờ người này cầm cho người kia được rồi, hỗn loạn tùm lum lắm. Mấy cả mọi người lại không có slot trong người lắm. Bây giờ họp để một thể hết để con thông báo với cả là. Thì chắc chỉ có cuối tuần thôi đó, cái chủ nhật, cái bảy nhật đó, chứ ai cũng tẩm mà. Mày chủ nhật là tao đi mẹ. Đúng rồi, thứ bảy chủ nhật thi đi mất tiêu rồi. Thi đi cũng hơi lâu á, cho nên là... Anh chỉ có buổi tối thôi. Ừ thì đúng rồi, thì thực ra là buổi tối thì ok đúng không? Nhưng mà mọi người phải có một cái buổi tối đó, tất cả mọi người cùng cùng ấy chứ. Thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Dẫn Tuần lái xe đi mọi người ơi. Ai vứt rác ra đây vậy? Thì mới rồi bà... Ồ thiệt đó, mới. Sao mới vô mà mẹ xả rác vậy hả mẹ? Ước gì tí nữa bà ra bà tung chúng cái bãi rác của bà. Giờ Bi ơi, cái tiệm của mình cũng tiện quá ha. Đi thẳng đây là ra bệnh viện rồi nè. Gần mà ở đây tiện hơn trước kia. Thế thì cũng tiện mua đồ ăn được. Tiện đi đổ xăng nữa. Ngay đằng trước mặt mình thì có 27 bên cạnh cái tiệm quần áo luôn. Mà sao thấy thành phố này thành phố dù à? Thế đâu cũng thấy dù hết vậy. Thế à? Bye bye. Đi đổ xăng cái. Bye bye bye. Lấy vào pump. Gắn vào trời ơi sao? Toàn tốn tiền xăng thôi. Không que vậy. Mới thấy chú Huyền bay qua đúng không? Ủa chú cũng mới thấy chú bay qua đúng không? Số ngày đêm âm thầm chờ con. Mới thấy chú bay bằng cái phi thuyền này đúng không? À cái này đồ của quân đội á. Thế á, chú bay lại cho con xem một vòng nữa đi. Sau này mình đi bắt cướp bằng cái này hả chú? Ui. Gần giống vậy. Ui. Ủa. Chị gái kiếm ai đây? Dạ, em đâu có kiếm ai đâu, em mới thấy kiếm người đẹp trai nhất đồn đúng không? À tôi đấy. À, chị lại kiếm người đẹp trai nhất đồn á. Không à, em tranh trước gậy với tôi à? Em mới thấy anh... có một vật thể lạ bay vô đồn cảnh sát xong hóa ra là chú Quy Chọc đó. À... Quy Chọc ngồi đằng này. Chú Quy Chọc vừa mới ngồi sao sáng nhất đồn đấy. Đây là ngôi sao sáng nhất đồn bay vào đấy. Chú Quy Chọc đang tôi đấy chị. Thử nghiệm cái gọi là phương tiện mới của cảnh sát các bạn. Trời ơi, cảnh sát bây giờ update xịn sò vậy hả? Đúng rồi, tụi tôi là đi bằng đĩa bay thôi chứ không có đi bằng xe nữa. Chị tìm ai đấy? Tìm ai đâu ạ? À? Kiếm ai chỗ này là chỗ làm việc. Ở đây chỉ có đồng chí okay. Thôi. À thế á, thế mọi người làm việc đi nhá. Hello. Ôi trời ơi. Kiếm mới thấy chú Quy Chọc nhất đồn đúng không? Không ạ, à, em đâu có kiếm em bảo em vô tình sang đây sao em thấy chú Quy Chọc bay cái kia qua mà. Đấy là ngôi sao sáng nhất đồn. Chị ấy đi nha. Đây là chị ngôi sao sáng nhất đồn rồi, đây là tôi đấy. Đi đâu đây? Dạ. Không nghe tôi nói chuyện à? Em nghe mà nhưng mà em không kiếm ăn, trời ơi. Chị bảo đi vòng vòng với chị qua đây mà. Đúng à, chán rồi mà. Lòng 10 sao mà thay đổi nhanh thế không biết nữa. Ủa chả biết ai. Này chả biết ai em người ta trực ca vẫn 8 đến 10 giờ nhưng lại hỏi là em trực ca khác à. Tôi cho chị tin số à, chị không cần đứng đây đâu. Không em không có số ăn. Anh này bị làm sao đấy? Em không có kiếm ăn. Rồi đấy. Chị ấy em không có kiếm. Anh đưa cho tẹp tẹp rồi. Okay, đưa nhầm à. Nhưng em không có kiếm. Trời thật. Không có kiếm thiệt. Em có đối tượng rồi anh ơi mà. Anh đi ra giùm em đi. Em có người rồi. Em có người em thích rồi. Anh dừng lại đi. Anh đừng để em phải dùng vũ lực với anh. Quá trời. Anh thôi chưa. Thôi. Không phải ngại, ở đây toàn đồng đội tôi thôi. Không, tẹp tẹp cứu chị. Anh trai này. À, đây. Cứ gọi gửi số đi. Hỏi tên quá chị ơi. Hỏi tên nhau đi các thứ. Quyết liệt ạ. Linh ơi, hỏi xem có thể quyết liệt
Từ từ đồng chí Nam Si giới thiệu bản thân các thứ đi, lại đưa cho tôi làm cái gì? Linh ơi, Linh ơi à, đồng chí ơi, đồng chí là và rõ ràng đồng chí ơi. Là sao nhỉ? Đấy, anh trai đấy, anh muốn nói gì chị Hồng đồng nói đi. Tôi chỉ đưa chị ơi. Không có xin chị ơi, tôi xin anh lúc nào? Cái anh này. Tôi có nghiệp vụ nha. Tôi nhìn ánh mắt chị là tôi biết. Ủa, không có. Hóa ra là vậy. Ekip của em đúng không? Ekip của em cử đến đây để làm khó dễ người ta gặp em đúng không? Trời ơi, tự nhiên em cần ekip đấy. Ủa, alo. Chứ sao mà anh đi ra mà anh hồ hởi như vậy được? Anh vô vật vào chị thì em sao biết được. Em cử ảnh ra, ảnh giả bộ như vậy để người ta không có nói chuyện được với em đúng không? Ủa alo. Ủa em, não em không to đến mức độ đấy đâu chị. Thế á, thế não em như vâng. Nào á? Não em bằng quả nho. Đúng à? Thế á, thế quả nho đấy vâng. Cơ mấy ngày nay có nhét người ta vào được không thích nhỉ? Bé quá sao mà nhét được chị. Thế á, thế nhét vâng. Một cọng tóc vào thôi có được không ạ? Thì em nhét là em vẫn nhớ được chị là được gì. Thế chị nhớ người ta là nhớ là người ta là ai thôi chứ không có cảm giác nhớ nhung gì hết ạ. À? Chả hiểu người ta trực giờ vẫn là 8-10 giờ nhưng mà vẫn cứ bảo là không có thấy trực giờ khác à. Rõ ràng mà không thấy gì cả. Này, xong này hôm trực cái giờ đấy hôm hôm bữa người ta còn bị mất động cơ, người ta gọi em mà chả thấy đâu hết. Xong rồi có gọi được đâu, người ta không thấy trong thành phố, xong rồi người ta phải đi bộ phải. Về đây này mới đi tập thể dục một cái bị chôm ngay cái động cơ. Thì bị chôm động cơ ok. Bị chôm động cơ chứ không báo cảnh sát. Báo rồi nhưng mà mấy anh bảo là tủa nó bảo là cái này là bọn em đang điều tra kìa. Hóa ra là thế, người mà em đắm say giờ đây. Quá trời thật đấy. Hả? Cái gì? Lại gì nữa hả? Mình là gì cưới nhau? Không cần hả? Ủa em thấy anh Nhân là trộm trái tim đó, không phải trộm thẩm cơ đâu. Tôi dùng lệnh của cấp trên yêu cầu với cái Linh điều tra vụ này rõ ràng và trả lại trái tim cho chị Lê Thiên Ngọc. Đúng cái gì ạ? Đúng ạ. À? Làm gì đâu? Ủa luôn sếp ơi. Sếp một người tới đấy. Sếp như thế này. Tôi yêu cầu đồng chí trả lại đây. Điều tra được. Trả đấy. Lại đây. Đâu? Em có làm gì đâu? Hôm nay đi ra đường lơ ngơ thế nào lại mất cả trái tim. em có làm gì trả lại đây. Trái tim của tôi đâu rồi? Trái tim của chị ở trong người chị mà nó gặp đâu mà để biết. Đồng chí này, đồng chí không có một neuron thần kinh lãng mạn nào hết đúng không? Trong đầu óc của đồng chí là chỉ có cái sự lý trí mà kiểu đồng chí là hệ lý luận à? Đồng chí là hệ sinh học à? Em sống theo hệ thực tế và lý thuyết chị ạ. Dạ. Thế và lý thuyết. Vâng. Thế đồng chí có biết thực tế là tôi thích đồng chí không? Dạ, chị nói gì cơ ạ? À? Thôi, mà đã mất rồi để tôi đi cất xe cái nha đồng chí à. Làm việc cẩn thận nha đồng chí à. Đi làm việc cẩn thận rồi ăn uống đầy đủ nha đồng chí nha. Tự nhiên cái khúc đấy tôi nghĩ là thành phố nó vừa mới bị động đất thì phải nó bị cái như vậy. Cái gì tôi cho số thì rồi mà. Tôi đi nhá đồng chí, bye bye đồng chí nhá. Chị đi nhá. Đồ nó phối hợp và đỉnh của chắc thì tất cả mọi người im re. Một cú gọi là một cú đánh thẳng vào người ta phải không? Biết thế nào người ta cũng không thể trả lời được. Nhưng mà mình vẫn cứ kiểu hỏi thẳng đúng không? Sao lại nhố? Cái đấy là người ta cố tình không nghe mà. Cái đấy không có gì quên á. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mickey Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.